Benko, sơn titan đẳng cấp Mỹ, hân hạnh đồng hành cùng Highlight Ngoại hạng Anh trên K Cộng Sport. Xin chào quý vị và các bạn, đây là trận derby nước Anh, cuộc đối đầu giữa Manchester United và Liverpool. Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đang chứng kiến cuộc đua tạm mã vô cùng hấp dẫn và Liverpool là đội đang có lợi thế về mặt điểm số trên bảng xếp hạng trước khi vòng đấu này diễn ra. Trên băng ghế dự bị của Manchester United, cầu thủ trẻ năm nay mới 17 tuổi ở trong mùa giải năm nay, và họ cũng đã cho thấy một niềm tin, một sự hy vọng cực kỳ lớn rồi dành cho Man United. Đường chuyền của Bruno, nhưng đó là đường chuyền quá muộn, có vẻ như Garnacho đã việt vị. Vẫn là Garnacho, lưới đã rung lên, nhưng bây giờ thì trọng tài Anthony Taylor mới cắt còi. Đó chính xác là lỗi việt vị của Garnacho, một pha bóng mà Bruno Fernandes đã hơi chậm nhịp trong việc thực hiện một đường chuyền. Nhưng đó chính là điều mà các cổ động viên của Man sai lầm của mình. Mohamed Salah. Tới. Đường chuyền của Salah rất thuận lợi cho sút bóng sai. Cú trượt chân rất đáng tiếc của Luis Diaz tiền trong trận đấu này. Cú vẩy má ngoài rất hay của Salah. Tình huống dứt điểm không phải là chân thuận của Szoboszlai. Bobby Mainu, và đây là cơ hội dành cho Liverpool. Darwin Núñez. Đường chuyền ra cho Salah. Cú vô lê ngay của ngôi sao người Ai Cập. Mohamed Salah. Szoboszlai. Cú đá rất mạnh của cầu thủ người Hungary. Bóng lại qua chân của McAllister. Robertson. Không vào. Pha băng vào rất nhanh của Szoboszlai. Những pha đan bóng một chạm, và chúng ta có thể nhìn thấy tầm quan trọng của McAllister trong những tình huống hướng trái bóng về phía đáy biên. Và sự xuất hiện của Andy Robertson ở vị trí này đã giúp cho hệ thống tấn công của Liverpool trở nên đa dạng hơn. Chỉ tiếc chia cắt những cầu thủ áo trắng này. Rất nguy hiểm, và tỷ số được mở cho các cầu thủ Liverpool. Người ghi bàn là Luis Diaz. Xuất phát từ một quả phạt góc, đây là pha lập công thứ 10. Và bây giờ thì Liverpool đã vươn lên trên bảng xếp hạng. Đó là bàn thắng để có thể giúp cho Liverpool khẳng định vị thế số 1 trên bảng xếp hạng vào lúc này. Một bàn mở tỷ số cực kỳ quan trọng tại sân đấu Old Trafford. Đó là một tình huống đá phạt góc, và hãy nhìn những cầu thủ áo trắng họ di chuyển, và Núñez chính là người đã chạm đầu trước khi số 7 của Liverpool lập công. Dù đã rất cố gắng thì đó vẫn không phải là một pha bóng mà Onana có thể ngăn cản được, bởi cự ly là quá gần. Một cú bắt vô lê rất nhanh của Luis Diaz để mang về bàn mở tỷ số ấy. 1-0 cho cao thủ Liverpool. Họ quay trở lại với vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Lần thứ hai Luis Diaz có thể phá lưới của Manchester United. Bruno Fernandes. Đánh đầu. Đó là đường chuyền bằng đầu của Casemiro vào bên trong, nhưng rất tiếc là không có đồng đội nào của anh có thể chạm bóng. Có thể nhìn thấy Casemiro và Harry Maguire đã cùng nhau di chuyển vào khu vực vòng cấm của đối phương trước khi tạo ra cú đánh đầu này. Rất đáng tiếc là không có cầu thủ nào áo đỏ. McAllister, Luis Diaz, Salah có khoảng trống rất lớn. Salah! Onana đã cứu thua tiếp theo cho Man United. Hãy cùng nhìn lại đợt phản công này. Một lần nữa chúng ta không thấy những tiền vệ của Manchester United ở đâu cả, bởi đơn giản là họ đã mất bóng rồi. Liên tục là sức ép từ cánh trái của Liverpool. Núñez không vào. Liên tục là những tiếng hô không vào của anh Xuân Mai, và liên tục là những pha dứt điểm của Robertson. Szoboszlai lại xin bóng. Đường chuyền cho Salah. Rashford đã theo được Conor Bradley, nhưng vẫn là cầu thủ này. Tiếp tục là pha dứt điểm của Diaz, và rất may Núñez đã lệch trái. Núñez rất hay. Núñez không vào. Juan Andre Onana, nhưng trước đó đã có lỗi việt vị. Nếu hỏi xem ở trong hiệp đấu đầu tiên bên phía Man United ai chơi hay nhất thì có lẽ đó là thủ thành Andre Onana.
Bóng đến vị trí của Andy Robertson và đây là cơ hội nguy hiểm dành cho Liverpool. Sút bóng không vào. Chủ nhà. Một đường chuyền lối. Đây. Đó là Bruno Fernandes, anh đã kéo lại trận đấu này. Và đó cũng là sai lầm của Quaresa. Một đường chuyền ngang, nó không khác gì Moise Caicedo của câu lạc bộ Chelsea. Và một lần nữa thì Manchester United được hưởng lợi từ những tình huống sai lầm của đối phương. Thật khó tin là pha dứt điểm đầu tiên của Manchester United trong trận đấu này đã trở thành bàn thắng, mà nó lại là một pha dứt điểm từ khu vực giữa sân. Quaresa trong hiệp đầu tiên đã sai lầm và hiệp hai này anh tiếp tục sai lầm. Anh là người thứ hai nhận bóng từ thủ môn Gallagher nhưng lại ngay lập tức mắc sai lầm và thủ môn này đã không kịp thời quay trở về. Khoảng cách là quá xa và Bruno Fernandes là quá nhạy bén để nhận ra điều đó. Một cú mù lai má rất hay của Bruno Fernandes. Rashford. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Cú phá bóng của Virgil van Dijk. Keleo vừa rồi cũng đã cực kỳ tập trung. Anh đã không bị giật mình bởi tình huống băng vào của Casemiro. Các cầu thủ Liverpool. Connor Bradley. Bradley. Salah. Cơi. Làm gì đây? Sousa. Lại thêm một cơ hội nữa bị bỏ. Wan-Bissaka. Kobe Mainoo. Bàn thắng tuyệt đẹp của Kobe Mainoo và tỷ số là 2-1. Đó là sức trẻ và đó là kỹ năng tuyệt hảo của Kobe Mainoo. 2-1 dành cho Manchester United. Và thật khó để có thể trách móc cho hàng phòng ngự của Liverpool ở trong tiếng vừa rồi. Có thể là họ đã không áp sát quá nhịp, nhưng đó là một khoảnh khắc thiên tài của Kobe Mainoo. Mainoo cứ ghi bàn là anh đã có được một siêu phẩm. Đây là lần thứ hai ở trong mùa giải năm nay Kobe Mainoo tạo ra những siêu phẩm, những tuyệt tác kiểu như thế này. Bắt đầu từ đường chuyền của Casemiro. Kobe Mainoo, sau khi Bruno lùi xuống thì anh đã chơi cao nhất trên hàng tiền vệ của Quỷ Đỏ. Và xoay người này của Kobe Mainoo thực sự khiến cho Keller không thể cản phá. Và bây giờ thì Liverpool dù vẫn đứng ở vị trí thứ hai nhưng chỉ còn 70 điểm mà thôi. Chướng ngại vật mang tên Manchester United trên sân Old Trafford vẫn là một điều gì đó cản bước đoàn quân của Jurgen Klopp. Rô đang cố gắng mang lên, Garnacho cũng vậy. Chân trái của Garnacho. Bóng đi đúng vị trí của thủ môn Gallagher. Cơ hội đây rồi. Luis Diaz. Đường chuyền dành cho Elliot. Gomez. Nguy hiểm. Bóng đã bật vào chân của Harry Maguire và anh đã ôm đầu. Và phá bóng không thực sự dứt khoát của Casemiro. Sút bóng. Salah không vào. Lại thêm một lần nữa thì Mohamed Salah đã bỏ lỡ cái cơ hội của mình. Dù cho khoảng cách vừa rồi đã là rất gần rồi và thủ thành Andre Onana cũng không còn đứng vững nữa, nhưng cú đá lại bằng chân phải của Salah. Maguire cũng không kịp theo kèm cầu thủ người Ai Cập. Khá đáng tiếc. Javier Elliot. Phối hợp 1-2. Pha sạc bóng của Wan-Bissaka và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đen. Một quả penalty cho Liverpool. Deja vu. Deja vu với trận đấu Chelsea liệu có lặp lại hay không. Một quả penalty chẳng khác gì tình huống mà Dalot đã phạm lỗi với cầu thủ Chelsea trong vòng cấm cả. Và lần này đó là Wan-Bissaka. Elliot đã rất nhanh để đưa trái bóng cho Mohamed Salah. Mohamed Salah. Hai đều cho Liverpool. Trận đấu trở lại vạch xuất phát. Salah đã tỏa sáng trở lại và giúp cho Liverpool có thêm một điểm nữa trên bảng xếp hạng vào lúc này.
Cuộc đua nó căng thẳng đến từng bàn thắng một, cuộc đua căng thẳng đến từng điểm số một. Và bây giờ mục tiêu tiếp theo của Liverpool là một bàn thắng nữa để quay trở lại với vị trí dẫn đầu. Một cú đệm lòng đơn giản để đánh bại được Andre Onana. Tỷ số là 2-2. Luis Diaz vừa bỏ lỡ một cơ hội 10-10. Đó là một cú đá nửa đầy của Luis Diaz. Bóng đi rất căng nhưng nó cũng lại đi rất cao ở một khoảng cách khá gần. Anthony cho rằng mình bị phạm lỗi trước đó và anh tỏ cơ hội dành cho Man United. Anthony chân trái. Anthony đã không thể làm được điều tương tự như anh đã làm. Và như vậy là trận đấu đã khép lại với kết quả hòa 2-2. Một lần nữa đoàn quân của Jurgen Klopp không thể thắng được Manchester United. Và một lần nữa thì Manchester United đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc đua tới ngôi vô địch của Liverpool, của Man City và của Arsenal. Benko, sơn titan đẳng cấp Mỹ, hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên K-Cộng Sport.